Sáng nay thứ năm, ngày 28 tháng 1 năm 2021, Sóc Cô Gái Tên Linh Bình Thuận có được gửi 20 cái lục cho 20 anh em cầu thủ của các tỉnh thành phố. Thì trước hết cũng cảm ơn anh em cầu thủ quan tâm tin tưởng sử dụng lục cua Cô Gái Tên Linh Bình Thuận trong suốt thời gian vừa qua. Thì anh em mua hàng vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0947252874 hoặc Zalo 0947252874. Thì hình thức ship hàng bên em là gửi hàng toàn quốc, nhận hàng thanh toán luôn cho nhân viên bưu điện hoặc nhà xe, thì tức là bằng hình thức gửi hàng nào hoặc gửi bằng bưu điện hoặc gửi bằng nhà xe thì anh em cũng nhận hàng trước rồi mới thanh toán tiền cho bên shop. Thì bên em bán hàng công khai giá cả, chất liệu, thì tùy anh em thích lấy loại nào thì vui lòng alo trực tiếp qua số điện thoại em niêm yết trên màn hình giúp em. Cái lục đầu tiên em muốn giới thiệu đến cho anh em đó là cái lục thép mạ đồng trụi đốc móc sắt như trên màn ảnh nhỏ của anh em đây, là 700.000 bao ship, cầu tử từ 30 đến 45 cm, đồng giá tùy chọn 700 bao ship. Thì đa số anh em sử dụng cầu tử 35 cm nên em đưa cái hình cầu tử 35 cho anh em tham khảo. Thì nhắc lại chất liệu là khung inox nan thép mạ đồng trụi đốc móc sắt, 700 bao ship như hình. Lục thứ hai cũng là lục thép mạ đồng nhưng có nâng cấp trụ móc ti đồng, tức là cái trụ bằng đồng móc bằng inox dẹp á, là anh em người ta hay gọi là trụ móc ti đồng, thì 900.000 bao ship, cầu tử cũng từ 30 đến 45 cm, đồng giá tùy chọn 900 bao ship. Thì lục bên em báo giá chất liệu và giá cả như hình, tức là gồm có lá cống đầy đủ như hình. Còn ngoài cái hình này ra, anh em muốn mua gì thì cứ mua riêng nha anh em. Lục thứ ba đó là lục inox nguyên cái trụ móc ti đồng, 1.000.000 bao ship, chất liệu cụ thể khung inox nan inox trụ móc ti đồng, tức là trụ ti bằng đồng móc bằng inox dẹp, 1.000.000 bao ship, cầu tử cũng từ 30 đến 45 cm, đồng giá tùy chọn 1.000.000 bao ship. Lục thứ tư đó là lục thép lưỡng kim trụ móc ti đồng, 1.200.000 bao ship như trên màn ảnh nhỏ của Nam, chất liệu cụ thể khung inox nan thép lưỡng kim trụ móc ti đồng, 1.200.000 bao ship như hình, tức là gồm có lá cống đầy đủ như hình. Thì anh em mua hàng bên em vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em niêm yết trên màn hình 0947252874. Lục thứ năm cũng là lục thép lưỡng kim nhưng nâng cấp sân xếp cánh bướm như trên màn ảnh nhỏ của Nam, là cái xanh dưới cầu tử ta xếp sẵn lại rồi, là 1.300.000 bao ship, cầu tử cũng từ 30 đến 45, đa số anh em sử dụng cầu tử 35, chất liệu khung inox nan thép lưỡng kim trụ móc ti đồng xanh xếp cánh bướm. Thì anh em thích thì anh em xếp xanh, không thích thì ta bung ra sẵn, thì đường nào con bổ nó nhảy vào nó cũng sẽ bung xanh ra cho anh em, nó sẽ hứng bổi. Thì cái lục này anh em muốn tham khảo kỹ hơn thì cứ lên trên YouTube và gõ vào từ tìm kiếm lục cô gái cánh bướm Cô Gái Tên Linh Bình Thuận, thì rất nhiều cái clip em hướng dẫn sử dụng lục, test lục bài bản em đã để sẵn trên kênh YouTube của em. Thì năm 2020 thì em bán rất nhiều cái mẫu lục này. Trên màn ảnh nhỏ của anh em đó là lồng gáo cầu tử 60 cm tháo rời, chất liệu khung inox nan thép lưỡng kim, 550.000 đồng bao ship. Thì cái lục này không có lợp lá nha anh em. Anh em lưu ý, nhiều anh em hỏi em sao không lợp lá, thì em cũng nói luôn, cái lục này đánh trống giống như đàn cò, đánh bằng hình thức dịch dây chanh, cầu tử 60 cm tháo rời. Ngoài ra bên em còn cung cấp thêm mẫu lồng cô gái đa năng như trên màn ảnh nhỏ của Nam. Anh em thấy hai cái cầu tử riêng biệt, một cái cầu tử phía dưới, cầu tử 35 cm, đánh bằng hình thức trùm lưới, cầu tử phía trên 60 cm tháo rời, đánh bằng hình thức dịch dây chanh giống như đàn cò. Thì cơ bản một lần đánh ta chỉ đánh một trong hai cầu tử, rất là tiện dụng anh em. Con bổ trận khó nhảy thì ta bỏ cái cầu trên vô, ta đánh dịch dây chanh giống như đàn cò. Giá 1.500.000 bao ship, chất liệu cụ thể khung inox nan thép lưỡng kim trụ móc ti đồng, cũng có xanh cánh bướm phía dưới nha anh em. Ngoài ra bên em còn cung cấp thêm mẫu lồng cô gái hai mạch như trên màn ảnh nhỏ của anh em, có ba mức giá khác nhau, 1.000.000, 1.200.000 và 1.300.000. Chất liệu hoàn toàn giống nhau. Trên màn ảnh nhỏ của Nam đây là khung inox nan thép lưỡng kim trụ inox móc sắt, 1.000.000, giá cụ thể 1.000.000.
cũng cũng khung inox nan thép luyện kim nhưng nâng cấp trụ móc ti đồng 1,2 triệu, và cũng khung inox nan thép luyện kim trụ móc ti đồng nhưng nâng cấp chân xếp cánh bướm lại là 1,3 triệu. Thì cảm ơn anh em cầu thủ, anh chị em cộng đồng YouTube đã bỏ chút ít thời gian quý báu để theo dõi cái clip và đăng ký ủng hộ kênh. Chúc anh em cầu thủ, anh chị em cộng đồng YouTube sức khỏe, an lành, hạnh phúc.